Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của tôi này sáng thứ sáu ngày 13 tây tháng 1 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ sáu an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây: quả báo nhãn tiền cho chú Bảy và đảng DC, những cái gì mà họ làm với Tổng thống Trump bây giờ nó xảy ra y hệt với chú Bảy. Đó là như thế này: vào ngày hôm qua lại một lần nữa phát hiện những cái thùng hồ sơ tài liệu mật của đất nước Mỹ đã nằm trong cái gara của nhà chú Bảy, kế bên cái chiếc xe cò vẹt của chú Bảy. Và đấy là những cái tài liệu mật mà chú Bảy dục nó bù lăng bù lóc như thế này. Rồi nội dung thứ hai, đã có công tố viên đặc biệt để xử chú Bảy rồi quý vị ơi. Và nội dung cuối cùng nó liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, đó là Mỹ tiết lộ lý do tại sao chú Buri lại một lần nữa dồn dập thay ngựa giữa dòng. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tình hình chiến sự tại Ukraine. Sau hơn 11 tháng, chú Buri khởi động cái cuộc xâm lăng. Chú chưa đạt được cái mục đích gì mà chú đề ra, một nhỏ lẫn một bự. Bây giờ đổi ngược lại, chú bị thất bại nặng nề trên chiến trường lẫn kinh tế. Nước Nga bây giờ đang rơi vào cái cảnh cô lập mà có thể nói là chưa bao giờ có trên cái thế giới này. Chưa có một cái quốc gia nào mà bị những cái lệnh trừng phạt cấm vận như chú Buri hiện tại bây giờ. Rồi, trong suốt thời gian vừa qua, hàng trăm ngàn lính của chú Buri đã tự trận. Hàng chục tướng cấp cao của chú Buri cũng đã đi về chầu trời. Và chú Buri đã thay quân đổi tướng rầm rộ trong suốt thời gian vừa qua. Thì vào ngày hôm qua lại một lần nữa chú Buri thay ngựa giữa dòng. Cái ông tướng này chú Buri mới vừa bổ nhiệm cách đây chưa đầy 2-3 tháng và đã không đem lại những cái chiến thắng, những cái mục tiêu, mục đích mà chú Buri đề ra, cho nên bây giờ chú đã thay ngựa giữa dòng nữa rồi. Thì vào ngày hôm qua tại Washington DC, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết và bật mí là như thế này: lý do mà chú Buri tiếp tục thay ngựa giữa dòng là tại vì cái trận chiến tại Ukraine đã bế tắc, tức là chú Buri không có còn đường ra, tiến tới cũng không xong, lùi lại cũng không được. Mình gọi nôm na tiếng Việt Nam là chú đã lún vào cái bùn lầy, bây giờ rút ra cũng không xong, tiến thối lưỡng nan. Cho nên đây là cái lý do chú tiếp tục thay đổi tướng lĩnh. Chú cầu mong là một người nào đó có thể đem lại những cái gì mà chú đề xuất ra, rốt cuộc không có. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất, cho chúng ta thấy là quân đội Ukraine vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu để giành giữ quê hương đất nước của họ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Vào ngày hôm qua, đây là một cái lô tài liệu thứ hai. Và cái lô tài liệu này, everybody, hàng triệu triệu người dân Mỹ và cả luôn các giới chức cấp cao của đảng chú Bảy, người ta cũng bất ngờ là không ngờ những cái tài liệu mật của đất nước Mỹ mà nằm trong một cái xó, trong cái gara nhà để xe của chú Bảy, kế bên một cái chiếc xe cò vẹt của chú Bảy. Và đây là cái nhà riêng của chú Bảy ở Delaware, nơi mà chú Bảy sinh sống đó quý vị nha. Rồi, vào ngày hôm qua, theo như các luật sư của chú Bảy cho biết là cuối cùng thì họ đã thừa nhận là có một số, một lô tài liệu mật ở trong nhà để xe của gia đình Tổng thống Mỹ ở Wilmington, tiểu bang Delaware. Thì sau khi phát hiện ra những cái lô tài liệu này, thì bây giờ chú Bảy không còn gì để chối cãi hay quăng cục lên nữa. Tại vì trước khi tìm ra được cái lô tài liệu thứ hai này,
thì cái lô tài liệu thứ nhất ở trong cái văn phòng của chú Bảy. À thì chú Bảy có nói là tôi không biết ai đem lại để đó chứ tôi có bao giờ tôi biết đâu, tôi đâu có bao giờ tôi rớ tới hay tôi xem tới. Thành ra tôi không biết là những cái nội dung trong những cái tài liệu mật này nó là cái gì. Rồi đó là cái lô tài liệu thứ nhất. Bây giờ lô tài liệu thứ hai này nằm trong gara của chú Bảy. Thì chú Bảy nói như thế này, chắc là nhiều khi mấy người dọn dẹp văn phòng của tôi họ quên, họ đem về họ để đó đó. Chứ thật sự tôi cũng không biết là cái lô tài liệu nó nằm trong cái xó nhà như vậy. Và tôi cũng chưa bao giờ mà mở ra xem. Quý vị có biết không, đây là những cái lô tài liệu chứa những cái mà coi như là tài liệu mật quốc gia của đất nước Mỹ đó. Mà cái thời chú Bảy làm phó tổng thống, cái thời ông Obama đó, chú Bảy làm dưới trướng ông Obama đó, đây là những cái lô tài liệu đó từ cái thời điểm đó đó mà đem về giấu ở trong gara, ăn cắp về đem giấu ở trong gara đó. Quý vị thấy không, để làm gì? Để lấy những cái thông tin này để đổi lấy hàng triệu triệu đô la. Vậy thì cái kết nó sẽ như thế nào? Sau đây mời quý vị nghe nhé. Những gì mà họ làm với Tổng thống Trump bây giờ nó xả ra trên người của chú Bảy. Thì vào hôm qua, cuối cùng thì FBI và Bộ Tư pháp của đảng Dân Chủ, cho dù họ không muốn làm cái điều này, nhưng họ bị dư luận, họ bị truyền thông và họ bị quịch tẹt như thế này, cho nên họ phải ra tay. Tức là bây giờ họ bắt đầu tiến hành điều tra chú Bảy về những cái chuyện ăn cắp tài liệu mật này. Và bên cạnh đó thì họ cũng đã cử ra một cái công tố viên đặc biệt. Mà những gì họ làm với Tổng thống Trump đó, tại vì họ cũng nói Tổng thống Trump giữ tài liệu mật, và họ cũng cử ra một cái ông công tố viên đặc biệt để điều tra này nọ kia. Thì bây giờ họ cũng làm y hệt với chú Bảy. Là vào ngày hôm qua tại Washington DC, Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ, ông ta đã bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra cái vụ Tổng thống Mỹ Joe Biden giữ tài liệu mật của chính phủ từ thời còn làm phó tổng thống dưới cái trướng ông Obama. Rồi, Bộ trưởng Tư pháp ông Merrick Garland công bố là ông ta sẽ cử một cái nhóm. Cái nhóm này cử ra một người đặc biệt để mà làm công tố viên để điều tra những cái chuyện này. Tại vì những cái chuyện này bắt buộc phải điều tra. Cái thời đó đó, chú Bảy làm phó tổng thống, chú Bảy không có thẩm quyền để giữ những cái tài liệu này, không có thẩm quyền để rớ vào những cái tài liệu mật này. Nói đến chi là đem ra khỏi tòa bạch ốc, đem về để trong gara, hay đem về để trong cái văn phòng riêng tư của chú ta. Cho nên đây là cái kết mà chú Bảy cũng như đảng Dân Chủ đã nhiều năm cố gắng để mà gài cho Tổng thống Trump. Bây giờ rốt cuộc thì sao? Nó đổ ngược lại hết tất cả trên người của chú Bảy và đảng Dân Chủ, quý vị ơi. Và cuối cùng thì cái người công tố viên đặc biệt này tên là Robert Hu. Ông này là công tố viên liên bang ở tiểu bang Maryland, đã được Bộ trưởng Tư pháp cử để điều tra chú Bảy. Hy vọng ông này ông sẽ công chính liên minh để mà làm cho ra lẽ. Tại vì họ đã cố gắng để làm cho ra lẽ với Tổng thống Trump, thì bây giờ chú Bảy cũng không ngoại lệ. Tại vì đảng DC trong suốt thời gian vừa qua thường hay chỉ ngón tay vào Tổng thống Trump và nói không có ai trên cái đất nước Mỹ này đứng trên luật pháp, tức là tất cả mọi người phải tuân thủ theo luật pháp. Doesn't matter là cựu tổng thống hay là tổng thống đương nhiệm. Thì bây giờ họ nên nói cái câu này với chú Bảy của chúng ta. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ sáu, tôi đi cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, tình hình của đất nước Mỹ, tình hình của chú Bảy. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.